quá nữa đến tè lên đến từ xứ nằm ăn lại đây quá nghiêm trọng của em đang ăn mà để tẩn thoát đó tiền ra đấy ngồi gì có nghĩa là nếu mình còn cái lá số mà mình thử luôn cả hai phương pháp này luôn nó hay là mình thiên về cái ưu tiên cho cái mình tức là có nhiều thuyết đó đưa ra thì hiện giờ là bản thân mình là mình giả sử mình là một người đang học mình sẽ chưa biết là cái thuyết nào mình biết chưa biết là tin vào cái thuyết nào đúng thì bây giờ mình đang đi tìm cái thuyết đúng à, đơn giản là nói như thế thì sau này đã tìm được cái thuyết đúng rồi thì mình cứ việc mình theo cái thuyết đó kim giống ất một ất tỷ á ất á nhà mộ luôn à ê bà mộ nhiều quá bạn cái hình thái em với cái mộ đâu giống nhau có tỷ ngò xung nhau mà tỷ ngò quất nhưng mà sa trụ nó chưa xong thì nó xong rồi sa trụ thì nó lực nó giảm được nhiều hơn năm tí thôi là nó vui nè. Nhưng mà từ cái trụ mà trụ nắm mà bị súng là về đi xa lập nghiệp. Mà tức là trụ nắm mà bị súng là về đi qua xa quê lập nghiệp. Thank you.
đây lại là một nửa âm đúng không? Dạ. Có hợp hóa gì không? Kính người nào ra quan sát. Rồi tiếp theo là gì? Có gì nữa? Màu hoặc có gì? Màu quỷ đúng không? Có quỷ không? Nếu như là quỷ là tương quan đúng không? Màu là tính bằng màu là tính tai hả? Màu quỷ là hỏa gì? Hỏa 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 quý ở dưới cái ở đấy tỷ là chúng ai? Rồi bây giờ chúng ta đi theo tư thuyết thử xem. Đây là nạ nữ, nữ đúng không? Nữ cả đám. Như vậy là thuyết 1. Thuyết 1 là nữ. Là gì? Nữ. Nữ thì mẹ là gì? Mẹ là thiên ấn đúng không? Mẹ là thiên ấn. Thiên ấn con không? Thiên ảnh đâu rồi? Thiên ảnh có. Thiên ảnh là suy. Rồi tiếp theo bố. Chính tài. Là chính tài. Mộ. Chính tài là mộ. Người mộ người suy hả? Như vậy là mộ là giường. Có không có con chính tài không? Thì ta là màu có kỳ kỳ đâu đây? Có kỳ. Màu không? Có màu mà kỳ chứ màu. Màu là thiên tài, á à, kỳ là thiên tài. Cái tay ta chỉ của ba này là ba vui lòng này. À rồi tiếp tục. Đây là mẹ quá. Đây là bố. Rồi tiếp tục. Trâm cái gì? À, trong là chỉnh quan suy. Như vậy hiểu à, ông này hiểu. Anh phải suy ra là yếu cái gì? Nhìn trọng yếu rồi. Dễ sợ quá. Đó, tiếp tục, gì nữa? Chồng là chính quan. Mẹ chồng là người sinh ra. Mẹ chồng là chính quan. Mẹ chồng là chính tài. À, mẹ chồng là thiên tài. Mời. Thiên tài dược. Mẹ chồng là thiên tài. Dược. Thiên tài là gì? Dược. Dược. Rồi tiếp tục. Bố chồng sẽ là bố kiếp chồng. Tài. Sẽ là kiếp tài đúng không? Kiếp tài là gì? Dược luôn à? Mồ đi về dược mà. Đúng không? Kiếp tài là thiên tài mà đúng dược lắm. Bố chồng đúng kiếp tài lắm. Bố chồng kiếp tài. Đúng rồi. Mà đây là tỷ kia là mồ đúng không? Thì kiếp tai là dược đúng không? Mẹ chồng là gì? Thiên tai. Thiên tai đâu đây? Thiên tai cũng là dược luôn. Đúng không? Đúng không? Như vậy đối với cái thuyết này này, cái thuyết này á, là trong gia đình á, là người mẹ tức là cái mối gọi là mối tình cảm giữa mẹ và con này, nó là khăng khít hơn giữa mẹ và bố, à giữa mình và bố, tức là chị với mẹ chị á là sẽ thân thiết hơn là chị và bố chị, không đúng đúng không? Như vậy là thuyết một tiếp tục sai.
đó, bây giờ chúng ta quay qua chuyện hai. Bà này là coi như cái tài chính của bà là coi như là không có một cái sự rạch ròi nhất định. Lúc thì bà làm công ăn lương, lúc thì bà sách bà đi đầu tư, lúc thì bà làm công ăn lương, lúc thì bà sách đi đầu tư, kiểu kiểu đó, nó cứ nhập nhăng vậy đó, đúng không? Không đi theo một con đường nào mà rõ ràng vậy. Rồi thứ hai là mẹ là gì? Mẹ là chỉ nhận đúng không? Bố là gì? Thiên tai đúng không? Chỉ nhận là gì? Chỉ nhận đâu rồi? Chỉ nhận. Chỉ nhận là quán đời. Thiên tai là bố dường. Rồi. Tiếp tục. Đến chồng. Chồng là thất sản. Suy ra đi vào gì? Suy ra đi vào gì? Quan đời. Đúng không? Quan đời đi về suy. Tiếp tục mẹ chồng. Chính tài. Chính tài là một. Bố chồng. Tỷ kiên. Cái gì nữa? Tỷ kiên là gì? Tỷ kiên là mồ. Là hai người mồ luôn. Mồ là một cái sự biến thiên rất là khó chịu á. Mồ là cái sự biến thiên mình không biết được. Cho nên là đến nay phải nói là như cái mà nếu như mà đi theo cái tay thì chắc là cái mối quan hệ giữa giờ bố là cũng khó biết được. Ở đây khó biết được. Biến thiên là sao thì lúc cái này lúc cái kia. Đúng là cái sự biến thiên, cái sự thay đổi ấy, mình khó mà đoán được. Bây giờ ở đây là mẹ là quán đời, bố là dược. Như vậy sẽ là mẹ sống lâu hơn bố à? Bố mất rồi đúng không? Tức là mẹ sống lâu hơn bố, đúng không? Như vậy tiếp tục là cái việc hai này nó đúng hơn. Rồi mình chưa đoán được. Nhưng mà cái mồ này là ví dụ như có cái mồ tỷ kiên đúng không? Có tỷ kiên mồ đúng không? Tỷ kiên mồ. Đúng không? Tỷ kiên mồ. Mà tỷ kiên là có phải là anh chị em không? Hoặc là chị em trong gia đình đúng không? Thì nếu như mà mồ này là thường là gì? Mình chơi với những người thân mình nhá. Người ta mình cũng khó biết được người ta thực sự như thế nào. À, những người mà quanh mình là thân thiết với mình nhá. Nói chung là giờ cũng không biết là chính xác là người ta như thế nào để mà mình gọi là mình biết. Ví dụ như xấu thì xấu quách, mà tốt thì tốt quách cho tôi biết. Hoặc là giàu thì nó giàu, nghèo thì nó nghèo đi cho tôi biết. Đấy. Nó khó chịu lắm. Nó nói với người giờ khó chịu lắm. Mình kia nó xuống mồ lúc đó mình mới biết được là thực sự là người ta như thế nào. À, hoặc là cái mối quan hệ thực sự là ví dụ như là anh chị em gia đình trên. Ví dụ như là thực sự là phải bình thường cũng phải là thân thiện lắm đâu. À, nó vẫn có cái khoảng cách gì đó nó không được thân thiết, nhưng mà sau khi nếu như sau này mà ví dụ như mình bắt đầu mình lớn mình nhìn ngắm cuộc đời mình quay lại mình mới thương hoặc là mình mới thân thiết lại. Chứ còn giống như là nửa đầu cuộc đời bắt đầu là lúc mà mình gọi là mình chưa đủ nghiệp cuộc đời á, là cái mối quan hệ nó không đủ thân thiết đó, giống như người trong gia đình đó, nó không có sao. Là nếu mà mấy người mà có hộ nhiều là mấy người đó thường là khó hiểu với họ hơi bí ẩn. Đúng rồi, cái kiểu mồ là mình thể hiện như vậy là mình khó biết được như thế nào. Có
có biết gì à, và thường á, là cái khó biết này nó sẽ liên quan đến cái chuyện là nó không đủ thân thiết, nó sẽ là có một cái sự xác cách nhất định. Rồi đến khi nào mà giống như là có một cái sự gọi là một cái tác động nào đó đến thì lúc đó mới có sự tự nhiên, có sự thấm hiểu, lúc đó mới là quay lại là gọi mình gọi là thân thiết yêu thương nhau. Còn nếu như mà không có cái gì tác động là nó cứ vậy là nó à, tức là có thể nó sung hoặc là có thể mình gặp một biến cố. Ví dụ như là trong gia đình có một người nào đó gặp biến cố, anh chị em phải vô cái thế phải chung tay để mà giúp đỡ người ta. Thì kiểu như vậy thì lúc đó tự nhiên sẽ thấy thích thiết. Hoặc là một người đó thật là ngon, rồi anh là giúp cho anh giúp đỡ anh chị em. Ví dụ một người làm to, rồi giúp đỡ anh chị em trong nhà bắt đầu là vô con đường công danh, thì tự nhiên là bắt đầu lại quay lại cái mối quan hệ là thân thiện. Hoặc là cái kiểu đó. Chứ nếu như mà cứ bình nó thấy cái mối quan hệ nó như nhàn nhàn sao. Rồi cái mồ dưỡng là sự biệt.